Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 23 tháng 8 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý khán thính giả thân yêu luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Ukraine muốn nhận chiến đấu cơ F-16, lầu năm gốc yêu cầu đáp ứng điều kiện được Barack Obama chỉ thị truyền thông cánh tả lực bài ngựa với cha con Joe Biden. RNC loan báo tam ứng viên đủ điều kiện tham gia buổi tranh biện tổng thống đầu tiên. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Ukraine phải đáp ứng một số điều kiện nhất định nếu muốn sở hữu chiến đấu cơ F-16. Phát biểu trước báo giới, bà sen cho biết, Mỹ nhận được các đề nghị từ Hà Lan và Đan Mạch về việc gửi máy bay F-16 cho Ukraine, nhưng các phi công Kiev phải đáp ứng một số điều kiện. Để hoàn tất việc chuyển giao chiến đấu cơ từ bên thứ ba, Kiev phải đáp ứng một số điều kiện nhất định, bao gồm cả đào tạo tiếng Anh và những thứ khác như hậu cần trên mặt đất. Theo bà Singh, các phi công Ukraine cần được đào tạo tiếng Anh một cách nghiêm túc trước khi lái máy bay F-16. Quá trình này có thể tương đối mất thời gian. Nếu các điều kiện đó được đáp ứng, chúng tôi có thể cho phép thực hiện việc chuyển giao này. Bà Singh cho hay, Mỹ đã sẵn sàng đào tạo các phi công Ukraine lái máy bay F-16 trong trường hợp Hà Lan, Đan Mạch không đủ điều kiện để huấn luyện toàn bộ số phi công Ukraine gửi đến. Tuy nhiên, Ukraine vẫn chưa đưa ra số lượng phi công cần đào tạo cuối cùng. Vào hồi đầu tháng 8, Polistico đưa tin, việc huấn luyện lái F-16 cho các phi công Ukraine vấp phải rào cản ngôn ngữ. Theo nguồn tin của Politico trong số 32 phi công Ukraine được tuyển chọn để học lái F-16, chỉ có 8 người đáp ứng trình độ tiếng Anh. Vào ngày 18 tháng 8, Brewster dẫn bản sao một bức thư Ngoại trưởng Mỹ Blinken gửi Bộ Ngoại giao Đan Mạch và Hà Lan cho hay Mỹ ủng hộ việc gửi chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Ông Blinken viết trong thư, Tôi viết thư này để bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn của Mỹ đối với việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine và đào tạo phi công Ukraine sử dụng loại máy bay này dưới sự hướng dẫn của những người có trình độ. Tuy nhiên, ông Blinken không đề cập tới vấn đề trình độ tiếng Anh của phi công Ukraine. Vào ngày 20 tháng 8, Thủ tướng Đan Mạch bà Mesti Friedrichsen cho biết Đan Mạch sẽ cung cấp 19 chiếc chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Vào cùng ngày, ông Mark Rusty, Thủ tướng Hà Lan cũng cam kết cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine. Ông Rutte không tiết lộ chi tiết, nhưng nói rằng Hà Lan có 42 chiếc F-16 trong lực lượng không quân. Vào ngày 21 tháng 8, đại sứ Nga tại Đan Mạch, ông Vladimir Babin tuyên bố rằng việc phương Tây cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài và leo thang. Được Barack Obama chỉ thị truyền thông cánh tả lực bài ngựa với cha con Joe Biden. Quý vị thân mến, trước những tai tiếng mà cha con Biden đang gây ra, có vẻ như Biden đã hết giá trị lợi dụng. Vì thế mà Barack Obama bắt đầu chủ dậy và chơi lật bài với ông Bảy luôn rồi thưa quý vị. Cụ thể là nhà báo Henry Olsen của chuyên mục Washington Post nổi tiếng là burn Joe Biden, mà vào hôm thứ Ba đã viết rằng, sự tham gia của ông biden vào các giao dịch kinh doanh của con trai ông hunter xứng đáng được điều tra nghiêm túc trong chương mục mới nhất của mình ocean viết rằng ban đầu ông bác bỏ những câu chuyện liên quan đến hunter biden từ lâu nhưng những tiết lộ gần đây đã thay đổi quan điểm của ông ocean lập luận rằng có quá đủ bằng chứng để tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về sự tham gia của biden trong các giao dịch kinh doanh của con trai ông ấy ocean chia sẻ lời khai gần đây từ devon archer cựu cộng tác viên kinh doanh của hunter biden cũng như tuyên bố rằng biden đã sử dụng các bí danh khác nhau khi giải quyết các chính sách của ukraine đáng bị nghi ngờ mặc dù những cáo buộc này không chứng minh rằng tổng thống đã làm bất cứ điều gì bất hợp pháp nhưng ông lưu ý rằng những tuyên bố này cho thấy biden đã biết về các giao dịch của hunter và muốn theo dõi con trai ông ta Olsen viết, người ta có thể coi đây chỉ đơn giản là một ví dụ lố bịch về việc bán lẻ quyền truy cập. Có lẽ chỉ có vậy thôi, nhưng chỉ một cuộc điều tra đầy đủ mới có thể đảm bảo rằng nó không có gì tệ hơn. Ông tiếp tục, Hunter bán quyền truy cập vào cha mình là điều đáng chê trách nhưng hoàn toàn hợp pháp. Tương tự, việc Joe Biden tham gia vào các cuộc họp mà con trai ông yêu cầu tham dự sẽ cấu thành một phán quyết đáng nghi ngờ, chứ không phải là hành vi bất hợp pháp. Rắc rối sẽ xảy ra nếu nó vượt xa điều đó sang một hành vi chia sẻ. Mối quan hệ kinh doanh trong đó Phó Chủ tịch là một đối tác tích cực. Thưa quý vị, gần đây thì Washington Post đã trở nên chỉ trích nhiều hơn về Biden và mối quan hệ của ông với các giao dịch kinh doanh của con trai mình. Và vào ngày 12 tháng 8, ban biên tập thừa nhận rằng các nhà phê bình có lý khi tin rằng Hunter đã được đối xử đặc biệt trong quá trình điều tra và hồ sơ của Biden không tỷ vết. Ban biên tập viết, Ban đầu có vẻ hợp lý, hóa ra thỏa thuận này bao gồm những chi tiết đặc biệt khi cho thấy những người chỉ trích có thể có lý do khi nghi ngờ rằng ông Biden đang được đối xử đặc biệt. Hội đồng tiếp tục, không nên bổ nhiệm các công tố viên đặc biệt một cách dễ dàng, họ có xu hướng chi tiêu quá mức và vượt quá giới hạn. Một sự cám dỗ trong vụ Hunter Biden có thể là tự mình điều tra tổng thống, nhưng nhiều người chỉ trích ông ấy mong muốn. Cho đến nay, Hồ sơ cho thấy hành vi của Biden không phải là trong sạch, nhưng cũng không phải là tội phạm. Olsen cũng nhận xét rằng, nếu Tổng thống Trump và một trong những đứa con trưởng thành của ông ấy có liên quan đến cùng một loạt sự kiện như gia đình của Biden, sự phản đối kịch liệt của phe cánh tả sẽ rất chói tai. Ngày nay, chúng ta nghe rất nhiều về nhà nước pháp quyền và tầm quan trọng của việc áp dụng nó một cách bất đồng đều, bất kể quyền lực chính trị của một người. Tất nhiên, điều đó đúng, đó là lý do mà tại sao những tội ác bị cáo buộc của Tổng thống Trump đáng được xem xét kỹ lưỡng và logic tương tự cũng nên áp dụng cho Hunter và Joe Biden. Ông kết luận, các nền dân chủ trưởng thành không sử dụng những cáo buộc ngụy tạo để bỏ tù các đối thủ chính trị, nhưng họ tuân theo và áp dụng luật pháp bất kể hậu quả chính trị. Chỉ có một cuộc điều tra có phương pháp về nhà Biden mới có thể xác định chắc chắn hoạt động của họ nghiêng về phía nào của phương trình đó. Vào đầu tháng này, nhà bình luận chính trị Joe Scow cũng đã chỉ trích Biden vì đã tạo điều kiện cho con trai mình tham gia vào một số hành vi lố bịch và có khả năng là bất hợp pháp. Kellen viết cho tờ Washington Post, phản ứng của Joe Biden đối với đứa con trai ngủ ngược của mình thể hiện sự mềm mỏng, dễ dãi, làm tổn hại đến danh tiếng của ông ấy trước công chúng và có thể khiến cho ông ấy mất phiếu bầu trong một cuộc bầu cử mà mọi thứ đều đang bị đe dọa. RNC loan báo 8 ứng viên đủ điều kiện tham gia buổi tranh biện tổng thống đầu tiên. Thưa quý vị, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC đã xác nhận 8 ứng viên tổng thống 2024 đủ điều kiện tham gia buổi tranh biện sơ bộ đầu tiên tại Milwaukee, Wisconsin vào tối ngày 23 tháng 8 theo giờ Mỹ. Theo New York Post, RNC vào cuối ngày thứ hai ngày 21 tháng 8 đã loan báo rằng Thống đốc Florida Ron DeSantis, doanh nhân Vivek Ramaswamy, cựu thống đốc Nam Carolina Nikki Haley, cựu thống đốc New Jersey Trish Tritti, thượng nghị sĩ Nam Carolina Tom Scott, cựu phó tổng thống Mike Pence, cựu thống đốc bang Arkansas, đó là ông Asa Hutchinson, và cuối cùng là thống đốc Bắc Dakota Doug Burgum sẽ có mặt trên sân khấu tranh biện tại Forest Forum, Milwaukee vào tối ngày 23 tháng 8. Ứng cử viên đang dẫn đầu của đảng Cộng Hòa, cựu tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng ông sẽ không tham gia buổi tranh biện nêu trên. Cũng theo New York Post, các ứng viên đủ điều kiện tham gia buổi tranh biện Tổng thống sơ bộ của đảng Cộng hòa phải chứng minh được sự ủng hộ từ 40.000 nhà tài trợ trở lên, trong đó ít nhất phải có 200 nhà tài trợ ở 20 tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ trở lên họ cũng phải đạt được ít nhất là 1% ủng hộ trong 3 cuộc thăm dò dân ý đủ điều kiện và trên phạm vi toàn quốc hoặc hai cuộc thăm dò dân ý toàn quốc và một cuộc thăm dò có đáp viên ở hai trong 4 tiểu bang bỏ phiếu sớm, đó là Iowa, New Hampshire, Nevada và Nam Carolina. Chủ tịch RNC Ronald Daniel cho hay, Ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa vui mừng trình diện đấu trường ứng viên đa dạng và tầm nhìn bảo thủ để đánh bại Joe Biden. Các ứng viên cũng được yêu cầu phải ký vào một bản cam kết không được tham gia bất kỳ cuộc tranh biện không được RNC phê chuẩn nào khác và phải ủng hộ đề cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa. Những ứng viên không đủ điều kiện tham gia buổi tranh biện đầu tiên, bao gồm thị trưởng Miami Francis Suarez, cựu dân biểu Texas Will Hurst và người dẫn chương trình radio Larry Elder. Ông Larry Elder vào ngày hôm thứ Ba 22 tháng 8 đã loan báo rằng ông sẽ kiện RNC vì loại ông khỏi cuộc tranh biện sơ bộ ngày 23 tháng 8. Ông tuyên bố rằng ông đủ điều kiện để tham gia cuộc tranh biện đó một cách hợp pháp. Tôi sẽ kiện RNC để tạm dừng cuộc tranh biện tổng thống vào thứ Tư. Ông Larry Elder viết trên X, tôi đã nói ngay từ đầu rằng có vẻ như các quy định của cuộc chơi này đã bị gian lận, chỉ là chúng ta ít biết nó đã bị gian lận. Vì một số lý do, các vị lãnh đạo quyền uy tại RNC sợ có tiếng nói của tôi trên sân khấu tranh biện đó, giống như tôi đã phải đấu tranh để thành công có mặt trên lá phiếu của cuộc bầu cử miễn nhiệm và thay thế cho thống đốc California. Tôi sẽ đấu tranh để có mặt trên sân khấu buổi tranh biện sơ bộ, bởi vì tôi hoàn toàn đáp ứng được tất cả các yêu cầu để tham gia. Chiến dịch tranh cử của ông Larry Elder cho biết, ông đã đáp ứng được các yêu cầu về nhà tài trợ, nhưng RNC đã từ chối tính các cuộc thăm dò của Rasmussen vì họ cho rằng hãng khảo sát này có mối quan hệ với cựu tổng thống Donald Trump. Cuối cùng thêm một lời kết, Emily và cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Time. Kính chúc cho quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an.